công ty điện tử sản xuất TV cần tuyển gấp 50 lao động thời vụ, nhận nam nữ độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, nơi làm việc tại đường số 32 khu công nghiệp V-Ship 2A. Công việc hỗ trợ các công đoạn sản xuất TV. Bạn nào quan tâm công việc này thì liên hệ với số điện thoại 0352-673-913 gặp anh Châu qua văn phòng Tâm Đức đăng ký, đường 33 khu công nghiệp V-Ship 2A, phường Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. Mức lương sẽ được trao đổi trực tiếp hoặc hiện thị trước màn hình cho các bạn nắm rõ. Xin chân thành cảm ơn.